Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn thời trung cổ trong phần chơi Sếp Anh Đây Tôi Đây. Hiện tại là mình đang ở chỗ cái lò rèn của ông bán hàng đó các bạn. Đang đốt thêm mấy cái vôi iron trong này nè. Đó, đang nấu thêm ở trong này. Thì hôm nay có đủ hơn 100 cái đó các bạn. Hôm nay mình sẽ coi coi mình cần có thêm cái gì nữa để làm cái nồi luyện thép luôn. Mình sẽ có được thép trong tập ngày hôm nay mới được. Cái furnace đi. Cái furnace. Đây 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 đây, trong này thì có cái nồi nè. Cái nồi này thì mà có sắt, còn có thêm những cái như cái bánh răng nữa. Cái này là cái motor trong cái vanilla này ha. Nhưng mà để bị đổi hình dạng với lại rồi, thành những cái gear. Còn trong này thì cần có thêm dầu nữa ha. Vậy là để có dầu với lại có những cái bánh răng đó bạn, mình phải đi tháo gỡ những chiếc xe. Tháo gỡ những chiếc xe thì hình như mình nhớ là ông bán hàng này lần trước mình coi đồ của ổng á, mình thấy ổng có bán cái để tháo xe nè. Cái này 2.500 nha. Để xem có cái nào rẻ tiền hơn nữa không. Ôi hai cái rồi các bạn, nhưng mà có cùng một giá thôi à. Phẩm chất chỉ có hai thôi mà đá giá đắt quá. Thôi mua một trắng đi chứ sao giờ. Đầu tư thôi các bạn. Đầu tư để có cái để tháo xe chứ. Ok nha. Rồi. Ồ chiếc xe này toàn gỗ thôi các bạn. Xem coi ổng có cái gì hiện đại mình tháo được không. Mấy cái này tháo đi nha. Tháo đi thì sau này không có chỗ để xài đâu. Ổng cũng có chuồng chó hả? Ơi cũng làm được bằng gỗ thôi à. Mình thấy có mấy chiếc xe ngựa đó các bạn. Còn cái này tháo được nè. Nhưng mà toàn là đồng không à. Mình cần có những cái gear. Cái gear trong cái mod lần này thì không có những chiếc xe các bạn. Nhưng mà có mấy chiếc xe như cái ngoài này nè. Ra tháo thử đi. Có xe ngựa. Tháo thử xe ngựa nha. Đây xe ngựa đây hình như là không lút được. Ui tháo không được. À được nè, được nè. Đây, phải tháo ngay chỗ này mới được nha. Đó, ui, được nhiều đồ lắm các bạn. Oh my god. Được cả mũi tên, được tầm lum tầm la hết luôn nè. Mà được, được một cái thôi các bạn. Trời ơi, hiếm dữ vậy. Bữa nay có thêm nữa nè. Cái này thì loot được nha, cho nên mình sẽ loot luôn nha. Loot trước rồi tháo là sao vậy. Trời ơi, có một cây cương. À đây, được một cái nè. Ui. Còn vẫn còn tháo được. Ây cha, đứng lỡ cánh cửa xe đó các bạn. Chỉ là hình ảnh thôi anh. Hình ảnh là chiếc xe ngựa. Nhưng mà tháo ra là rớt cái cửa xe hơi ra ngoài. Và lang thang trên con đường này luôn các bạn. Lẳng thì mình đã đi qua hướng phía bên đây anh. Chỗ này là chỗ mình đào cái phần iron nè. Bên kia có một chiếc nữa. Bên đây thì đây đây là tháo chỗ này được nè. Phải canh cho ngay nha. Không biết nó nằm đâu luôn á. Đây nè. Canh ngay góc này thôi các bạn. Tháo được lò xo các kiểu anh. Và được 7 cái gear nè, 20 cái gear thôi các bạn. Ok. Xung quanh, có ổ gà, có ổ gà. Lút luôn, lút luôn. Rồi, không có gà con rồi. Đây thì có thêm nữa, có thêm nữa. Lút trước tính nha. Xe ngựa nhưng mà vẫn có những cái gear. Ui, phẩm chất 5 luôn ha. Được rồi, không cần rồi. Cho nên là mình sẽ tái chế cái này luôn các bạn. Tái chế cái này luôn đi ha. Ây da, có một cô gái ở phía bên kia. Cô gái đã là người sinh tồn rồi. Được cái thêm bằng nhựa cây. Rồi, cô gái sinh tồn này thì đúng rồi, người sinh tồn các bạn. Đi đâu đây không biết nữa. Mà bên đây thì có chiếc xe nè. Mình được bao nhiêu cái kia đây? 9 cái rồi các bạn. Đó, được thêm một cái nè. Hai cái luôn, ngon lành luôn. Cứ lần mò theo con đường này thôi. Và sương mù nữa rồi. Sương mù mà bây giờ thì mới có 1 giờ chiều đó các bạn. Không sao hết. Vẫn có thể đi phiêu lưu khám phá được. Ai rồi, chiếc xe này không lút được hồi nãy thì mình tháo ra được, có được rất là nhiều mũi tên các bạn. Ủa được thêm cả đạn nữa ha. Chiếc xe này tính là ngon nè. Rất là nhiều gear cho mình luôn á. 12 cái rồi. Được thêm cả dầu nữa, ok cái mình cần đấy rồi. Và mình sẽ tìm lại xem coi cái furnace hồi nãy. Cái này cái nồi nè. Cái nồi thì cần có thêm 20 dầu các bạn. Với là gear. Bánh xe thì không được. Vậy là cứ đi tháo xe thôi là chúng ta sẽ có được dầu thêm nữa. Dầu thì mình có thể qua bên sa mạc. Nhưng mà sa mạc bây giờ thì mình sẽ chỗ căn cứ cũ ha. Chỗ căn cứ bị cháy các bạn, xa lắm luôn á. Cho nên thôi, trên đường đi thì sẵn tiêu lưu khám phá, tháo xe kiếm dầu luôn cũng được. Đó, được thêm một cái dầu nữa nè. Hai cái kia nữa. Và được 14 cái rồi. Thiếu 6 cái nữa thôi. Bên này thì có những cái mỏ sắt nữa nè. Bên kia mình thấy hấp hóng con gì á. Con gì nó lủi 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 cho bụi cây.
Ui, có tên quá vật. À, phía bên kia có nữa nè. Vào vô đây. Mấy thằng quỷ một phát. Ui, túi đồ, túi đồ. Túi này thì được đồ lên tên thôi. Ui, một chiến binh nữa hả? À, đây là con ót nè, một phát một. Với thanh kiếm rồng này của mình thì một phát một là đi, một phát một là đi một con nè. Hôm nay mình mà có được cái nồi luyện thép các bạn, mình sẽ luyện ra cái cây kiếm, những cái kiếm câu cho mình nè. Đây đây, cây này nè các bạn, cần có 20 steel thôi ăn. Than, đồng, các kiểu, sắt, đồ các kiểu, ok, mấy cái đó là dễ. Chỉ cần có cái đồ luyện thép thôi là mọi thứ sẽ trở nên rất là đơn giản luôn á. Với cái cây kiếm đó đó, mình có thể thuê được một chiến binh mới các bạn. Chiến binh nhìn giống như tặc răng hay gì á, chiến lắm. Cái xe này thì xe đó là xe bằng gỗ thôi. Xe này nè, đó, được thêm cái ghia nữa. Thêm một bình dầu nữa, 5 bình dầu thôi. Dầu hình như lần trước nhà mình còn. Lát nó về kiểm tra thử xem coi. Có dầu mình lấy qua luôn. Vừa đi trên đường vừa tháo gỡ thì mình sẽ qua hướng phía bên chỗ căn cứ của mình luôn các bạn. Chỗ này là chỗ mình đào, mình lấy cờ lây nè. Đây 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 có, ui hai chiếc xe luôn. Đây đây, ưu tiên chiếc xe bự này nè các bạn. Ui trong này có thêm một chiếc nữa nè. Xe này thì có thể loot được ha. Xe loot được mà tháo bỏ đi thì uổng quá. Ồ rồi cái cung phẩm chất pháo luôn nữa chứ. Nhưng mà cái cung bị cùi lắm. Thôi thì tái chế thôi. Chiếc xe nào như chiếc xe này nè loot không được nè. Mình sẽ tháo. Còn xe mà loot được gần chỗ căn cứ của mình sẽ giữ lại các bạn. Để cho nó hồi phục với lại mình có thể loot tiếp được nữa. Phía bên đây thì một chiếc nữa. Ôi loot được luôn á hả. Thôi tháo luôn đi. Đang cần có đồ. Để thêm cái ghia nữa. Xác phế liệu rồi tầm lum tầm la ha. Đây rồi, 18 cái các bạn, thiếu hai cái nữa thôi. Phía bên đây có thêm một cái nữa nè. Xe này cũng có thể loot được luôn nữa hả. Nghe giống như tiếng âm thanh giống như kiểu chiếc xe siêu thị quá. Trong vanilla nếu mà cái này chắc là xe siêu thị rồi. Ok. Phía bên đây thì có xe rùa đồ thôi á. Bên kia, à bên kia mình thấy có một chiếc rồi đó. Chỗ này có mấy cái bình này thì gì? À được phế liệu hả. Mấy cái này thì đập bỏ đi thôi. Ây chà chà. Thấy cái con chó rồi. Rình 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 vô. Một phát. Gãy cổ. À mấy tên quái. Chém cho một cái. Ném nắm 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 nắm. Đây 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 đây. Nhào vô con quỷ. Một phát. Một phát. Ok. Giữ khoảng cách với nó là được. Thì ra mấy con chó bên này chạy qua. Thôi. Ở bên trong kia mình thấy có một chiếc xe nè các bạn. Là một hớp nước nữa đây. Rồi thẳng tiến thẳng tiến thẳng tiến luôn. Gần chỗ cái căn nhà này nhìn ghê lắm nè. Hôm bữa mình có mở mở cửa ra thử các bạn. Chu 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 vô thấy một đống quái vật ở trong lật đật bỏ chạy á. Đó mở cửa vẫn còn kìa, chưa đóng lại luôn mà. Đứng gần gần đây mình thấy lắc lắc là trong đó chắc là nhiều quái lắm. Rồi tháo luôn đây. À, cái này ngon nhất đây thầy, vừa được mũi tên ha, vừa được ghi, được dầu, được thêm cả phôi sắt đồ nữa. Và được 20 cái rồi nè. Ok, chỉ cần thiếu mấy bình nhớt nữa thôi là xong. Mình nhớ nhà mình có, để mình ghé nhà một cái. Sao mày sẽ rùa hả? Bên đây có cái căn nhà này nè. Căn nhà này thì mình nhớ lần trước mình có khám phá đâu đó phía bên kia, chứ không phải phía bên đây. Ui, căn nhà này có hồ nước luôn các bạn, khác ở phía bên kia ha. Lần trước đâu có cái chiến hào gì đâu. Chiến hào có nước đồ cái kiểu nữa nè. Nhìn tiện hơn hẳn. Có những cái túi linh tinh trên đường đi về thì mình cũng sẽ nút luôn. Được thêm chì đồ nữa nè. Xe rùa thì toàn là gỗ thôi. À bên trong này mình thấy có một chiếc xe bán hàng nè các bạn. Xe này tháo hình như tháo được. Đó tháo được luôn nè. Tính ra tháo cái này cũng được những cái phôi sắt rồi các bạn. Đỡ phải nấu á. Đây có thì lụm luôn đi. À đây đây một chiếc xe nữa nè. Tháo luôn tháo luôn. Ồ xe này là xe chở thịt. Ok. Một đống thịt luôn rồi đó. Uống cái chai nước này vào để chạy cho nhanh hơn nè. Ăn một cái bánh này như bánh bánh bột à. Ăn vô luôn. Chạy 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 thôi. No luôn các bạn. Bên ngoài tao có căn nhà nhỏ nhỏ nha. Tò mò quá. Uầy. Một con quái ngồi ở phía bên trong à. Trên đường về sẵn mình khám phá luôn căn nhà này một phát. Ui con nấm phải giết nó liền trước khi nó nổ. Ở đây. Căn nhà còn là quái vật kinh dị không vậy? Chiến binh nữa nè. Đóng cửa lại một phát. Lướt luôn một chốc đi anh. Xem qua trong này có cái gì đó tháo gỡ không. À ra phía bên ngoài rồi. Chỉ có vậy thôi hả. Ồ
có đường lên phía trên nữa. Ôi có modify nữa nè, lát nữa đem đi bán là hợp lý nè. Modify mình cũng chưa sử dụng, bán được 100 mấy tiền, hợp lý. Cần có rất là nhiều trong experience lần này, tiền rất là quan trọng luôn á. Xong đây rồi, đương đầu tiếp thuốc nữa hả, cũng được. Đóng cửa lại một cái. À, cái giường này thì tháo được lò xo, ống nước đồ các kiểu, tìm đồ để bán nữa rồi. Ở lần chơi trước mình có làm được một cái chuồng gà nè, hôm nay có trứng chưa? À, chưa các bạn, con gà đã lớn rồi nhưng mà vẫn chưa đẻ trứng ha, cũng lâu ghê luôn á. Chờ để tiếp cho nó đẻ trứng thôi. Và giờ tới chỗ căn cứ của mình rồi đây, đài chiến binh cưỡi ngựa của mình các bạn, để ở nhà rồi, đem theo dướng díu lắm. Khi nào cần chiến đấu thì đem theo. Rồi bây giờ thì vô phía bên trong kiểm tra cái rương đồ của mình thử coi. Cho nên đây đây mình có dầu đó các bạn. Đó, hai máy dầu luôn á. Ok, hợp lý đủ rồi đó. Và mấy cái đồ linh tinh thức ăn đồ mình cất bớt ở nhà đi. Quá nhiều rồi, đem theo chặt rương quá. Mình đã trở lại với chỗ ông bán hàng rồi các bạn. Sẵn thì mình sẽ mượn cái bàn chế tạo của ổng luôn để mình chế tạo. Đó, trời ơi, 3 phút mấy các bạn. 3 phút 30 giây mới có thể chế được. Phần clay còn dư trở lại thì có cái trong này cho nó nấu tiếp các bạn. Ok, sắp sửa mình có rồi. Và trong lúc đó thì mình sẽ vô trong này để bán đồ thêm cho ông bán hàng nữa. Đây, bán đồ luôn. Bán những cái món đồ mình không cần như là sắp nè. Rồi modify bán luôn. Cái kiếm nè. Cái kiếm này mình có cái kiếm xịn các bạn, cho mình bán này luôn đi ăn. Chờ để cho nó chế tạo cái nồi luyện thép lâu quá các bạn. Cho nên mình sẽ ra phía bên ngoài để mình xúc thêm một ít đất sét nữa, đem vô phía bên trong. Lát nữa mình sẽ làm luôn cho mình một cái lò luyện thép luôn các bạn, để mình để ở gần chỗ căn cứ của mình á. Mỗi lần mình nấu cho nó tiện hơn ha, đỡ phải chạy qua chạy lại chỗ ông bán hàng. Đây rồi, nồi luyện thép cũng đã xong rồi các bạn. Bỏ vô trong này, nâng cấp lên. Đó, bây giờ thì mình có thể chế tạo được tiêu rồi nè. 200 mấy luôn hả? Ôi ơi, 40 mấy phút các bạn. Ok, bỏ thêm trong này đi anh. Steel thì để chế tạo ra được cây kiếm đầu lâu á thì mình cần phải có 20 steel hả bạn. Ok, chờ để chế tạo thì ra phía bên ngoài để xúc thêm đất sét thôi. Đất sét bây giờ thì trong giai đoạn này mình cần có rất là nhiều á, để luyện thép các kiểu. Đấy rồi, cuối cùng thì cũng đủ được 20 phôi thép các bạn. Bây giờ thì đem vô phía bên trong này để chế tạo thôi. Đó, 2 phút mấy nữa hả? Trời ơi, chế tạo hơi bị lâu luôn á. Còn 3 giây nữa thôi các bạn, sắp sửa mình có được thanh kiếm đầu lâu rồi. Đại rồi, ôi phẩm chất 5 luôn á. Hồi nãy giờ xúc các bạn, cây sản của mình cũng bị hư rồi. Mình đã thử chế tạo thêm một cái block, gọi là Clam Block. Cái này sẽ giúp cho mình pick up được những món đồ nè. Nhưng mà nó không cho mình, không cho mình đặt ở trong nhà ông bán hàng rồi các bạn. Mình tính là đặt ở đây rồi sau đó mình pick up những cái lò luyện thép lên nè, mình đem về nhà của mình. Nhưng mà có vẻ như là không được rồi, không cho pick up lên rồi. Vậy là bây giờ mình đã có được cái đó rồi. Ra phía bên ngoài này thì cũng không cho đặt luôn á. Phải đặt thuốc ở phía bên ngoài nè. Đó, đặt ở thuốc phía bên ngoài này thì liệu có pick up được không? Trong này nó không cho mình đè e vô các bạn. Còn cái bàn phía bên đây thì cũng như vậy luôn rồi. Kiểu như không phải tự mình đặt ra thì mình sẽ không tự pick up lên được á. Còn này thì chỉ có thể remove thôi, bỏ luôn. Rồi, bây giờ thì đã có thanh kiếm đó các bạn. Lần trước mình nhớ là những tên chiến binh nằm ở đây nè các bạn. Lúc mình đi lượm cục thính á, mình thấy ăn cách đây 300m thôi. Quay trở lại thử coi. Và cầm thử thanh kiếm đầu lâu lên xem coi có đẹp không. Kiếm này giống như thanh kiếm đầu lâu có cái xương ở dưới á. Còn trên chắc được làm từ thép. Ở phía đằng xa xa các bạn mình thấy là kìa, đó đang nhảy nhót. Đây, đã có thanh kiếm rồi đây. Bây giờ thì nói chuyện một phát. Đâu rồi? Ủa? Đang tìm cách tấn công ở trong nhà các bạn. Đang tấn công cho nên không thể nói chuyện với mình được. Mình sẽ vô trong này để đánh phụ. Ôi ôi, quái vật ở trong căn nhà này rất là nhiều. Và mấy con nấm, chém nó trước thì nó bắt đầu phun lửa. Con quỷ nấm này đốt nhà ghê lắm. Ở đây rồi, chiến binh đã rảnh tay rồi đó. Mình có thể nói chuyện và đồng ý. Lộn, bấm cancel rồi. Đồng ý. Đó. Wow, 500 mấy các bạn, 525 máu. Ok, nhìn rất là chiến luôn ha. Và thanh kiếm của mình thì cũng biến mất rồi. Thanh kiếm hơi tốn kém á. Nhưng mà bù lại thì mình được một siêu chiến binh luôn. Rồi vô trong nhà này xem coi có gì lấy không. Mình chậm luôn mới được.
Đây, à, là mấy cái đồ linh tinh đó. Cái này mình chưa học nè, học luôn đi. Tụi quái vật ở phía bên ngoài, bây giờ là 22 giờ các bạn. Phía bên đây thì có thêm một siêu chiến binh nữa nè. Cái con gì á? Con dơi. Dơi xuất hiện, hàng gì thấy hơi lắc lắc á. Trúng được một mũi tên rồi. Chém cho một cái nè. Chiến binh của mình đang đánh cái con quái phía bên này nè. Đánh phụ nè. Chém cho một cái, ok. Rớt bạn, lụm lại phần mũi tên. Và mình có đem theo con dao các bạn. Lấy thịt luôn á. Lấy thịt, lấy xương, lấy mỡ, lấy da cái kiểu. Và căn nhà này mình cũng chưa loot xong đó. Quá dở ở trong này hình như cũng được clear hết rồi. À, cửa này là cửa ra phía đằng sau. Chỗ này là chỗ. Lụm được các bạn. Lụm được cái chuồng gà đem ra các bạn. Vậy là đỡ mình phải chế tạo lắm luôn á. Chỉ có cái giếng nước này là lụm không được thôi. Vậy là mấy chuồng gà có thể lụm được cái này thì giờ. Đập đi thì lấy được đất sét rồi thôi. Trong này có mấy cái túi đầu linh tinh nè. Căn nhà này hình như có tầng ở phía bên trên nữa. Cho nên mình sẽ tìm cầu thang để leo lên phía bên trên. Trong này có mấy cái rương thì lụm trước á. Là nung, là nướng. Tập vơi. Phía bên đây là mấy cái rương đồ á. Đây có nữa nè. Cửa phía đây là cửa ra ngoài rồi. Mình sẽ tập trung ở phía bên đây. Lên trên lầu thử các bạn. Trên này có quái không? Có thêm quái nè. Bây giờ thì tụi nó cũng hung hãn lắm. Nhưng mà với sức mạnh của cây kiếm của mình thì một hit là đi. Ok. Ai chà, rương xịn đây rồi. Có silver nè. Sắp được cái kiểu nè. Xem có cái nào không cần mình tái chế bớt à. Đưa cho chiến binh này của mình giữ giúp các bạn. Giữ phụ. Thịt đồ mũi tên đây nè. Mấy cái này nó không cho mình chuyển vô nhanh nè. Bắt phải kéo từ món vậy nè. Cái giường này, cái giường này tháo hay được lò xo lắm. Đó, được lò xo với ống sắt đồ nữa. Có thêm cuốn sách nữa. My blade is ready. Chế tạo. Và chiến binh này đi theo mình sẽ ồn quá, lâu lâu la hét lên nè. Còn cầu thang này thì lên phía bên trên. Trên này kiểu gì cũng sẽ có quái thêm thôi. Đó biết ngay mà. Thủ sẵn đi kiếm liền. Ôi nó ngồi xuống. Cái gì vậy? Nó biết né nữa. Con nấm này nguy hiểm nè. Chiến binh của mình, để cho chiến binh của mình đánh thử nha. Trời ơi kìa. Ok, một hit không chết. Hai hit, ok. Hình như hai hit mới chết. What are we waiting for? Hurry up. What do you all? Em đồ thêm máu rồi thôi. Nghĩa là trên này là tầng cuối rồi nè. Và nhiều đồ nữa đó các bạn. Cấp giúp luôn. Phía bên trên này có thêm mấy cái giường các bạn. Nhưng mà không thấy có cái rương xịn nè. Có một cái rương phía bên đây nhưng mà liên tiêu 1. Tiêu 1 nhưng mà vẫn có súng. Súng này là thuật ginh 2 nòng nè các bạn. Đào bắn thử nè. Súng thuật ginh này nhìn hiện đại lắm. Ok, cũng ngon á. Được. Để xem đam ơi. So sánh với cây thuật ginh của mình đang có. Cây này là 129 đam các bạn. Còn cây này thì đam không nhiều bằng á. Nhưng mà hình như nó hai đạn nhanh hơn. Phẩm chất của nó đâu có bằng đâu. Cây này có một công thức chế tạo nước. Sử dụng luôn. Thêm một cái nón nữa ha. Ok, nón của mình tái chế thôi. Nón xịn thì đội lên liền. Sạch sẽ hết rồi. Rồi, đi về với căn cứ thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi về, mình sẽ mượn cái bàn chế tạo chắc là của ông bán hàng á. Mình làm luôn cho mình hẳn một cái lò luyện thép luôn các bạn. Để ở gần căn cứ để mình luyện cho nó tiện hơn á. Bên đây thì có thêm một chiếc xe ngựa nữa nè. Xe chở thịt. Xe chở thịt này lút không được cho nên là tháo luôn. Trên đường đi về mình phát hiện ra có một con gì đó bự lắm các bạn. Đã ganh. Quay con rồng. Ôi sao mà nấp vô. Trời ơi, đang về thấy con gì bự, mình tưởng con dơi, ai ngờ. Con rồng. Quay nó phun lửa. Ôi, 5.000 máu. Ây chà, núp vô căn nhà liền. Thôi xong rồi. Mình thấy chứ không ổn lắm, chắc phải chạy thôi. Nó bay kìa. Ôi, 5.000 máu, thôi xong rồi, chạy. Thẳng tiến về nhà. Quấn cái băng vô hồi máu một cái nè. Không dám nhìn trở lại luôn mà. Chạy thôi. Chiến binh của mình còn nửa cây các bạn. Vậy buổi tối gặp mấy con quái vật nó tấn công ở phía bên dưới ở trên thì con rồng phun lửa xuống. Rồi chó dí heo nữa. Con chó thì đánh được.
Gì anh người dơi nữa ha. Ôi ơi, buổi tối quá là nguy hiểm. Về với căn cứ thôi. Nhảy qua khu ruộng này là về tới căn cứ rồi. À da, bây giờ mà dẫn con rồng mày về nhà là không được các bạn. Nó phá banh nhà của mình luôn á. Ây cha, hết rồi, hết hết stamina rồi. Chạy không nổi. Uống miếng nước vô một cái. Sát bên luôn hả? Con này thì không sợ, con này thì dễ. Lấy súng là bắn được. Một phát. Đổi súng liền. Ui súng này hết đạn luôn à. Một phát. Ok. Ây cha, con rồng nó bị phân tâm rồi các bạn. Thấy thịt con này một cái. Con này lấy được Fever nè. Còn con sói ở phía bên kia. Chiến binh của mình chắc chơi được. À, con sói đó thì dễ. Bắn phụ phát nè. Ok. Còn con rồng thì mình phải lua nó đi xa xa khỏi căn cứ của mình các bạn. Đó đó. Lua lua nó qua phía bên này á. Ôi nó nhăn nhở ở trên chỗ cái trung tâm căn cứ của mình. Qua phía bên đây thì ôi, nó bị bon mất tiêu rồi các bạn. À, hên quá vậy. Con rồng nó không biết đánh được cái gì nhưng mà à vẫn còn nè. Đi xa quá nó không có lót tới cho nên là mình không nhìn thấy nó ăn. Nhưng mà lại gần thì thấy nó nha. Chắc là phải vô trong cái hang rồng này mình trú ẩn á. Chỗ này vẫn là an toàn hơn cho mình. Núp vô trong này chờ đợi trời sáng thôi. Ok, nãy giờ trốn chui trốn nhủi ở trong này các bạn. Mình đốt lửa nướng thịt cái kiểu ăn ở trong này. Bây giờ thì tắt lửa lấy gỗ ra thôi. Ok, bây giờ thì cũng trời sáng rồi các bạn. Núp ở trong này cũng lâu rồi. Bây giờ thì đi ra phía bên ngoài xem coi. Đó, mặt trời bắt đầu mọc lên trở lại rồi. Con rồng kia thì không biết nó ở đâu đây. Ồ, chỗ này có ổ ong hả? Ồ, quạp luôn. À, hình như nó đi mất rồi các bạn. Ok. À, xong rồi, không sao hết, không sao hết. Con rồng thì chắc là cũng mất rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ghé qua bên chỗ ông bán hàng một lần nữa các bạn. Để xem coi mình đủ đồ để mình chế tạo thêm một cái... Cái gì quên là cái đồ rèn không anh? Đem về nhà của mình luôn để mình đốt ở nhà luôn cho nó tiện. Ôi da. Thiệt hơi được luôn hả? Bao nhiêu tiền đây? Trời ơi, 700 mấy nha. 700 mấy mà mình hiện tại là đang có 1000 mấy luôn á hả? Thôi, nhưng mà nhìn có vẻ như không mạnh đâu các bạn. Mình sẽ để dành tiền thôi những siêu chiến binh á. Những chiến binh nào có máu nhiều nhiều chút. Với lại cung thủ á. Để chiến đấu tầm xa nó sẽ lợi thế hơn. Còn trong này thì lấy sắt ra đi. Lấy đất sét ra luôn. Không đốt nữa. Bây giờ chuyển sang nấu thép thôi. Thép ủi hết gỗ trong này rồi. Trời ơi, nãy giờ nó không có nấu gì luôn á. Nấu thêm. Đó, lấy thêm phôi thép. Mình sẽ đem phôi thép dễ lại. Lắc về luôn nè. Rồi mấy cái modify thì chưa sử dụng. Ai, có cái modify này các bạn. Đâu thử là được không? Modify. À, modify này vô được nè. Nhưng cái lưỡi kiếm này chắc phải để modify vô mấy con dao rồi. Bán luôn. À đúng rồi, mình hồi nãy mình thấy trong này có cái máy máy xay thịt các bạn. Có thể nghiền được xương trong này nữa. Nhưng mà cần có gỗ, bỏ vô luôn. À, bật lên một cái. Ui, cái máy này chạy nhìn ghê vậy. Xương bỏ vô. À, 20 xương là các bạn. 20 xương mới nghiền ra được thành bột ha. Mình chưa đủ rồi. Ông bán hàng này còn có bán gì cho ông thêm nữa không? Ờ, có vàng nữa bạn. Vàng được trăm mấy bán luôn đi. Ok, 3 phút mấy nữa thôi. Còn phía bên đây thì vẫn đang tiếp tục nấu thêm thịt tiêu nữa nè. Trong lúc đó thì mình sẽ lên phía bên trên. Chỗ này mình chưa lên nè các bạn. À đúng rồi, lần trước thì có bạn comment chỉ cho mình một cái đường hầm bí mật xuống phía bên dưới chỗ ông bán hàng. Ây ai, xem té. Lên phía trên này nuốt cho hết luôn cái. Ok, đó là báo rồi, báo tới đó. Để đẩy mình xuống bên dưới. Đây, phía đằng sau rồi các bạn. Chỗ kế bên cái rương này nè. Có một cái cánh cửa. Nhưng mà bị khóa rồi. Mình sẽ đặt... Ủa? Chị hối ha. Trời ơi, cứ tưởng là có tầng hầm ở phía bên dưới các bạn. Ai ngờ đập ra mất tiêu luôn á. Vậy là không có tầng hầm rồi. Cứ tưởng là có gì đó để khám phá chứ. Đập cái này mở khóa, lút luôn cái rương. Trời ơi. Trứng gà nữa ha. Oh man, có con gà con luôn. À, đi ra thôi. Chắc là cũng đã chế tạo xong rồi đó. 3 giây nữa thôi các bạn, chúng ta sẽ chuẩn bị có cái lò rèn rồi. Đây, ok. Phải chế cái áo luôn đây không sử dụng nè. Với bên đây thì thêm nữa nè. Cứ để đây cho từ từ nó tạo thêm các bạn. Lần sau quay trở lại sẽ có thêm thép. Còn bây giờ thì đi về thôi.
Trên tay của mình vẫn đang 55 cây giáo các bạn, nhưng mà chưa có thấy có mục tiêu để sử dụng cây giáo nha. Bên kia toàn là những chiến binh đi lang thang thôi. Bây giờ buổi sáng và sương mù mù mịt hết rồi. Vô trong chỗ này các bạn, trong chỗ này mình chưa khám phá nè, chắc chắn là có. Đó đó, bắt đầu thấy rồi đó. Đấy. Ui phóng à, à phóng đi như cây sờ bia các bạn có thể phóng được, chém cho một cái lụm lại cây phát. À, giống như cây sờ bia mà phóng được, chọt được, phóng được. Lúa tự thêm rơm mất rơm là tiền nữa nè. Wow, cái này dục đi. Và sẵn mình ghé ở đây luôn các bạn, xem có cái chuồng gà của mình thì ôi con gà đi ra phía bên ngoài luôn các bạn. Thu hoạch đó thì à 5-9 gà các bạn. Ôi con gà phía bên ngoài xin mất tiêu đi ha. Vậy là phải chờ đợi cho nó đẻ trở lại nữa rồi. Hồi nãy mình có loot được một cái chuồng gà nè. Mình sẽ để nó ví dụ như phía bên đây chẳng hạn. Đó. Rồi có một con gà con nè. Nãy có một con nè. À, bỏ vô không được, cần có 2 con là các bạn. Ok, trong nhầy trong rương của mình thì có nhiều lắm. Gà hôm bữa loot cả đống bỏ trong phía bên đây. Giờ mình lấy mình bỏ vào chuồng gà luôn ha. Vậy là cái chuồng gà nó sẽ tạo ra trứng gà theo thời gian cũng hơi lâu á. Trứng gà thì mấy con gà con đây nè. Mấy con gà con là lấy ra luôn. Chóc chóc đồ vô phát xếp xếp lạnh cái. Khoan đã, mình sẽ để cái luyện sắt của mình ở phía bên ngoài luôn. Để phía bên đây đi. Đó, ok. Mình sẽ có lò luyện thép ở đây luôn. Trong này thì mình có, mình nhớ mình có cái đe. Cái đe. À đây cái đe đây các bạn, 2 trái luôn nữa. Ok, lần sau mình qua bên chỗ ông bán hàng á, lấy cái nồi luyện thép về nữa thôi là mình đủ nguyên một bộ luôn á. Còn bây giờ thì đi ra phía bên ngoài để bỏ gà vô trong chuồng thôi. Đó. Nghe tiếng gà con chip chip ở phía bên trong liền. Cái chuồng này khác với lại cái chuồng mình đang sử dụng phía bên này. Ok, hình như cách một ngày đó bạn nó sẽ tạo trứng gà cho mình một lần á. Và mình nghe tiếng đập phá đâu ở phía bên ngoài này nè. Đâu rồi mấy thằng quỷ. Ủa đứng đâu đông vậy? Nhào vô. Ủa mình xuyên xa lắm các bạn, nó không thể tấn công mình được luôn mà. Ủa chết liền. Ủa thằng chết nữa hả? Thằng chết sau lưng kìa. Chạy nhanh dữ vậy thằng quỷ. Ây da, ui tăng lên kìa. Hình như là mình có khả năng gì đó các bạn. Tăng lên theo phần trăm nè. Càng chọt càng tăng lên. Đó được 10% nè, 20% nè, 30% nè. Ồ, càng chọt càng điên cuồng lên. Chọt càng mạnh lên hay sao á. Hay nha, cây này có nội tại à. Ok, một tên. Ok, vậy là xong. Ui, trong này nữa hả? Vô tới trong này luôn rồi, đóng cửa lại một cái. Chém cho một cái nè, ôi dân là xuống phía bên ngoài luôn rồi. Thôi, được rồi các bạn, mọi thứ cũng đã ổn, bây giờ thì lên phía bên trên. Trong lúc đó thì mình sẽ nấu thêm sắt ở trong này ăn. Bỏ thêm sắt vô trong này. Ghi ra đi, bật lên. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu có sắt thép đồ các kiểu tại nhà luôn ăn. Đem cái nồi luyện về nữa thôi là xong. Vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn, mình đã có được một cái nồi để luyện thép nè ăn. Và chế tạo được thêm một cái lò luyện thép tại nhà, với lại thuê được một chiến binh từ cây kiếm đầu lâu các bạn. Trên tay nó đang cầm luôn nè. Để bảo vệ cho căn cứ của mình sẽ có được chiến binh cưỡi ngựa với lại siêu chiến binh này, nhìn rất là chiến luôn á trong tập ngày hôm nay. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh mình biết các bạn thích, mình làm tiếp cho các bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.